Chiều 10 tháng 10, tiếp tục chương trình làm việc của hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 17, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan tâm đối với sự phát triển của tỉnh. Đánh giá về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng Đồng Nai có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm 2024 và 8% trong năm 2025. Đặc biệt, các dự án hạ tầng giao thông cũng như việc công bố quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Đồng Nai. À, tới đây tháng 11 là chúng ta có được một cái dự án đưa vào sử dụng đó là cái cảng Phước An với cái quy mô là 60.000 à, à đi lên đường ti như vào sử dụng. Trong năm 2025 chắc chắn là sẽ sẽ thúc đẩy cái cái việc chúng ta là nhiều hàng hóa giao dịch và chúng ta thu được thuế cũng như là gia tăng cái cái đóng góp cho cái cái khu vực à, dịch vụ. Các đại biểu cũng đã thảo luận về công tác thu ngân sách, trong đó tổng thu ngân sách đến cuối tháng 9 đạt hơn 43.300 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 76%, thu xuất nhập khẩu đạt 84% dự toán. Nhiều ý kiến cho rằng Đồng Nai cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn sử dụng công nghệ cao đến đầu tư, tạo nguồn thu bền vững trong tương lai. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định Đồng Nai cần quan tâm thực hiện 4 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, số huyện được công nhận nông thôn mới nâng cao và số xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Do đó, các huyện cần ra soát xây dựng các chỉ tiêu của năm 2025 đảm bảo đạt được những mục tiêu đặt ra của nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng, Đồng Nai đang đối mặt với khó khăn về đội ngũ và nguồn lực để phát triển hạ tầng. Bên cạnh việc kiến nghị chính phủ, tỉnh cần nỗ lực chủ động tự thân vượt qua các khó khăn này. Trong đó, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh cần thúc đẩy đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho sự phát triển. Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thúc đẩy quy hoạch mô hình xây dựng khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh và quy hoạch khu đô thị sân bay Long Thành. Đối với công tác thu hút đầu tư, Đồng Nai cần tiếp tục tạo thêm không gian để thu hút thêm các nhà đầu tư đến với tỉnh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ vốn đăng ký sang vốn thực hiện. Từ đây đến cuối năm, và năm 2025 chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến với Đồng Nai chúng ta. Chúng ta phải hết sức nỗ lực tạo ra sự sẵn sàng để thu hút đầu tư. Thì cái này á Bí thư chủ tịch các huyện phải hiểu rõ vùng đất của mình đang quản lý. Mình đang cần những nhà đầu tư nào? Những dự án nào có thể làm ngay? những dự án nào phải tiếp tục chuẩn bị để đón nhà đầu tư là phải hết sức cố gắng phối hợp với các sở ngành của tỉnh để thúc đẩy. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố phải đầu tư hạ tầng, chuẩn bị sẵn sàng đất tái định cư để giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đồng thời, năm 2025, các địa phương phải ưu tiên nguồn lực để trả nợ các tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương có sông phải có phương án xây dựng kè để bảo vệ không gian và cuộc sống người dân ven bờ các huyện và các đảng bộ trực thuộc tỉnh cần tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp đặc biệt là về công tác nhân sự cần nhận diện để phát huy tốt năng lực của từng cán bộ